Kính chào quý vị, xin chào các anh em. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cài đặt ví MetaMask và thêm mạng lưới Arbitrum vào ví. Quý vị có thể vào CH Play hoặc là App Store. Ở ô tìm kiếm tôi sẽ nhập là MetaMask. Ở đây tôi đã tải sẵn về rồi. Tôi sẽ chọn Open. Quý vị chưa tải, quý vị có thể chọn vào tải về. Chọn vào Get Started. Để tạo một cái ví mới, chọn vào Create Early Wallet. Ô thứ nhất, nhập mật khẩu cho cái app MetaMask. Click vào I understand. Chọn vào credit password. Quý vị chờ vài giây. Chọn vào start. Chọn start. Đây là cái dãy ký tự, dãy số bí mật quý vị phải tuyệt đối lưu thật kỹ. Vì đây là video để tôi chia sẻ demo, chứ tôi không có sử dụng cái dãy ký tự này. Nên quý vị phải sao chép viết lại cái dãy ký tự để khôi phục ví. Rồi tôi sẽ chọn vào Continue. Ở bước này, quý vị cần xác nhận mình đã lưu lại cái dãy 12 ký tự. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Số 8, số 9, số 10, số 11 và số 12. Chọn vào Complete Backup, chọn Done. Thì đây là cái giao diện của cái ví MetaMask mặc định. Ví chạy trên cái mạng lưới Ethereum Mainnet Network. Để thêm cái mạng lưới Arbitrum, quý vị vào menu ba gạch, chọn Browser. Tại ô tìm kiếm, quý vị hãy nhập chainlit.org. Chọn vào Connect Wallet. Chọn Connect. Tại ô tìm kiếm, quý vị nhập là Arbitrum để thêm mạng lưới Arbitrum vào ví. Quý vị chọn đúng cái mạng lưới Arbitrum One. Quý vị thấy cái biểu tượng Arbitrum. Chọn vào Add to MetaMask. Chọn Upload. Chọn vào Switch Network. Quý vị trở lại cái menu. Chọn Wallet. Quý vị sẽ thấy mạng lưới Arbitrum One đã được thêm vào ví MetaMask. Rồi đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.